Rạng sáng ngày 19 tháng 5, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nước Anh, mà cụ thể hơn là sân vận động Stamford Bridge, để dõi theo trận cầu mà người ta vẫn coi là chung kết sớm của cuộc đua top 4. Chelsea và Leicester có màn tái đấu chỉ ít ngày sau khi chạm trán nhau tại chung kết FA Cup. Trước giờ bóng lăn, không ít người tỏ ra lo lắng cho đại diện phía Tây London, khi mà tại Wembley cách đó ít ngày, đội bóng của Thomas Tuchel đã thực sự giống như một bức tường cản lối The Blues trên hành trình giành chiếc cúp đầu tiên cùng với Thomas Tuchel. Thế nhưng sau tất cả, Chelsea đã có được một chiến thắng chẳng thể nào thuyết phục hơn trước Leicester. Trong buổi họp báo trước trận, Thomas Tuchel bảo rằng sự xuất hiện của các khán giả sẽ là nguồn động lực, sức mạnh để các cầu thủ của ông có thể đem về 3 điểm trong trận đấu cuối cùng ở Stamford Bridge mùa giải năm nay. Và những gì mà The Blues làm được còn hơn cả một chiến thắng. Phải nói rằng, đây là một trong những trận đấu hay nhất mà Chelsea có được trong chiến dịch năm nay. Họ trình diễn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn, bóp nghẹt đối thủ và làm mọi cách để phần lớn thời gian thi đấu, bóng chỉ lăn bên nửa phần sân của đội khách. Chelsea tung 17 cú sút, áp đảo hoàn toàn con số 7 của đối phương. Dàn sao Chelsea làm hệ thống phòng ngự vốn vô cùng vững vàng của Leicester xuất hiện một loạt những sai số như những tình huống đi bóng tạo đột biến hay những pha đan bóng đầy tốc độ. Trong khâu phòng ngự, The Blues cũng không ít lần bẻ gãy những cơ hội tấn công hay phản công xuất phát từ phía bên kia chiến tuyến. Họ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm và quan trọng nhất là ngay cả khi họ đã phải trải qua tới 2 lần ăn bàn, họ vẫn duy trì được tinh thần chiến thắng, sự tập trung cao độ. Nhìn chung, về trình diễn của thầy trò Thomas Tuchel chẳng có gì để chê cả. Chiến thắng này cũng giúp họ chiếm lấy lợi thế cực lớn trong cuộc đua top 4. Thế nhưng, niềm vui của Chelsea đã chẳng thể nào trọn vẹn khi mà N'Golo Kanté phải rời sân sớm trong bối cảnh chung kết Champions League, trận đấu quan trọng nhất của mùa giải diễn ra sau đây 9 ngày. Tin rằng rất nhiều các The Blues đã thốt lên: "Thôi, toang rồi ông giáo ạ." Thế nhưng rất may là sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã kịp thời cấp cho họ một liều thuốc an thần. "Kanté không gặp chấn thương nặng, cậu ấy nói thế với tôi bằng tiếng Pháp. Cậu ấy rời sân trước khi chấn thương có thể xảy đến. Kanté cảm thấy gân kheo của mình gặp một chút vấn đề và lo lắng sẽ bị chấn thương nếu như tiếp tục thi đấu. Vì vậy, chúng tôi đã đưa Kovacic vào sân. Dù sao đi nữa, việc Kanté phải đá tới một tiếng đồng hồ cũng là một rủi ro với tình trạng hiện tại. Nhưng trước một đối thủ như Leicester, trong trận cầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng này, Chelsea buộc phải đánh bạc. Tôi mong rằng Kanté sẽ kịp thời trở lại, vì Chelsea có và không có Kanté là hai tập thể hoàn toàn khác nhau." Nhìn thấy gì từ những phát biểu của Thomas Tuchel? Thứ nhất, vấn đề mà Kanté gặp phải dường như không quá nghiêm trọng. Đó dĩ nhiên là điều tốt. Thế nhưng Tuchel vẫn chưa thể có bất cứ lời khẳng định chắc nịch nào về việc Kanté chắc chắn sẽ đủ thể trạng để đá trận chung kết Champions League. Và điều này có nghĩa là nguy cơ mất Kanté vẫn đang hiện hữu với Chelsea, dù khả năng này không phải là quá cao. Giả sử kịch bản xấu nhất xảy ra, đó sẽ là một mất mát vô cùng to lớn với Chelsea. Cựu tiền vệ Leicester có vai trò quan trọng và khó lòng có thể thay thế tại Stamford Bridge. Anh thi đấu như một động cơ vĩnh cửu nơi tuyến giữa. Kanté là một chiếc máy quét, là tấm lá chắn thép đầu tiên trong hệ thống phòng ngự. Trong trận thắng Leicester vừa qua, Jorginho đương nhiên cũng phòng ngự rất ổn với những chỉ số thống kê tuyệt vời. Thế nhưng nên nhớ một điều, khi bạn được đá bên cạnh một cầu thủ đẳng cấp như Kanté, mọi thứ luôn trở nên dễ dàng hơn. Kanté là người giúp Jorginho hạn chế những sai số khi phải đối mặt với những đợt tấn công của đối phương, đồng thời cũng sẽ là người sửa chữa khi mà sai số xuất hiện. Và nếu như Jorginho đã cặp cùng Kovacic trong đội hình xuất phát ở trận chung kết Champions League trước một hàng công toàn những con quái vật như Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva, liệu kịch bản Chelsea liên tục bị đánh vỗ mặt có xảy ra hay không? Đó thật sự là một điều khó nói trước. Sự máu lửa cùng một kỹ năng phòng ngự đẳng cấp của Kanté rõ ràng sẽ giúp ích rất nhiều cho Thomas Tuchel trong việc chống lại những đội bóng siêu tấn công như Man City. Nếu như cầu học trò cưng không thể ra sân, huấn luyện viên người Đức chắc chắn sẽ phải rất đau đầu. Dưới thời Thomas Tuchel, Chelsea bay cao nhờ sức mạnh đến từ hàng thủ. Nhưng với cặp tiền vệ trung tâm Jorginho, Kovacic, thực sự là các The Blues khó lòng mà yên tâm. Khi sử dụng bộ đồ này, một lối chơi lấy tấn công làm chủ đạo về lý thuyết sẽ phù hợp hơn. Nhưng đôi công với Man City vào lúc này, nó chẳng khác nào đâm đầu vào tường và tự sát. Nhất là khi nhìn vào việc mùa giải năm nay, dàn sao bên phía Chelsea đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội. Nếu như Chelsea đang nín thở, chờ tin về tình trạng gân kheo của Kanté, thì Manchester City cũng đang chung tâm trạng,
khi mà UK Gundogan cũng không thể chơi trọn vẹn 90 phút trong trận cầu gặp Brighton. Anh đổi gục xuống sân chỉ 9 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Và dù Gundogan có thể tự mình rời sân, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Man City sẽ chắc chắn có được sự phục vụ của anh trong trận cầu có thể đưa họ đi vào lịch sử. Man City đối đầu với Brighton và họ đã phải chịu cảnh nỗi buồn nhân đôi khi vừa thất bại vừa tổn thất lực lượng ở một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Giả sử UK Gundogan không thể cùng với các anh em của mình chinh chiến tại Dragao, đây sẽ là một tổn thất rất lớn với Man City khi mà tiền vệ người Đức quả thực chỉ là một họng súng giấu tay áo của Pep Guardiola. Anh không những là mắt xích quan trọng trong những đợt triển khai tấn công của Man City, những đường chuyền đầy đột biến cùng những lần xâm nhập vòng cấm của Gundogan thường thực hiện, chúng đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn. 17 bàn thắng cùng 3 kiến tạo trên mọi đấu trường, trong đó bao gồm 13 pha lập công ở Premier League và 3 pha lập công ở Champions League. Đó là những con số mà tự nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Ở tuổi 30, UK Gundogan đang trải qua mùa giải hay nhất trong sự nghiệp của anh và đứng trước thời cơ cùng với City viết nên một trang sử mới. Vậy nên, nếu như Gundogan không thể ra sân ở chung kết Champions League thì chắc chắn đứng từ phía Gundogan, anh sẽ không cảm thấy hạnh phúc kể cả khi đội bóng của mình có lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp tài voi. Thế nhưng dĩ nhiên, để Gundogan được quyền trong trạng thái không vui may ấy, thay vì trải qua nỗi tiếc nuối tột cùng một khi Man City thất bại, Pep còn điều là phải giải quyết bài toán nếu không yêu cầu Gundogan, Man City phải đá như thế nào. Rất may cho Pep rằng đây không phải là một câu hỏi quá hóc búa, bởi lẽ City sở hữu một đội hình quá giàu chiều sâu. Cách đơn giản nhất mà cựu huấn luyện viên Barcelona có thể áp dụng đó là kéo Kevin De Bruyne về vị trí của Gundogan và trao cơ hội cho Ferran Torres hoặc Gabriel Jesus. Như vậy, Man City sẽ có bộ ba Foden, Jesus, Mahrez là tuyến đầu và tam tấu De Bruyne, Rodrigo, Silva là tuyến giữa. Một phương án khác đó là Pep có thể sử dụng sơ đồ 4-4-2 với cặp tiền vệ trung tâm Bernardo Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Phil Foden ở hai cánh và Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus cùng nhau hình thành nên bộ đôi tiền đạo. Hoặc để tăng cường sức mạnh cho hàng tiền vệ, một hệ thống 3 trung vệ cũng có thể sẽ được sử dụng. Khi đó, João Cancelo sẽ được đẩy lên trên tuyến giữa và Laporte hoặc Eric Garcia sẽ được trao cơ hội sát cánh bên cạnh hai hòn đá tảng Joe Stones, Ruben Dias. Dĩ nhiên, điều mà Pep Guardiola mong muốn sẽ có đầy đủ những quân bài mạnh nhất để có thể triển khai tối ưu hệ thống mà ông sử dụng sơ đồ 4-3-3 với tam sát Mahrez, De Bruyne, Foden ở tuyến đầu, tam tấu Silva, Rodrigo, Gundogan ở tuyến giữa. Nhưng chắc chắn là Pep cần phải tính đến những phương án điều chỉnh. Chỉ cần một mắt xích thay đổi, những mắt xích khác cũng sẽ bị điều chỉnh theo. Nhưng hãy cứ tin vào Pep Guardiola, vì ông là một chiến lược gia đại tài, não ông quá nhiều nếp nhăn. Và như đã nói, trong tay Pep là hàng loạt những quân bài thuộc vào loại hàng khủng của châu Âu vào lúc này. Young boy who fell in love, broken hearted, started smoking, got drunk. If I
like dying, but you keep going on. Blame it on her, don't blame it on love. Then a real woman came into your life. 7 months and she became your wife. She's turned this young boy into a man, making him understand things he could never understand. She made you fall in love with no regrets. She made you find out what's happiness. She made you understand that love is magic. She made you find out love is not tragic. And now we are just waiting for a change. We both know love is a waiting game. Imagine everything we can make. Smile on your face, know how it's gonna break. If there's something I could do to get you right here in my bed, I would die 100 times to make you get out of my head. You're the happy in the sadness. You just make me come alive.